chân trang khăn ông sái tại phường trái kháng chân mình rúi trời sắp nơi khăn ông phụ phường. Hãy cá đô cụ ở sân vệch mùi ní bàn cát láng nơi chùm nội viên sài kháng chân phùm bầy sắc sắc thất nơi khăn ông phùm sụp phí khùm rô niếm sọc trang khai tạc cáo ngày tí phí khai mê xa chân nằm phí bồn mập hồi buôn về lý mong đập mũi nâng đập rằm nê tì. Dương tâm rồi bài ca rồi bỏ xe mặt tạc kệnh nô cổ bà sử dụng tráng bàn ấy đơn tháng nơi ngày tỷ phí khai mê xa cho năm phí bồn mà phải buôn về lý mong đập mũi nâng đập rằm đề tín nơi trong nốt viên sài kháng chướng phùm bây xe lắc thật khăn ông phùm sử phí không rõ niếm sử dụng tráng khai tạc cáo miền cả rần này phương chè chung tráng xe lập mô mê nế đòi chung rôn cổ miền chung mùa lông túi ai dụ chật sập rằm cho năm miền tiên lông nơi phùm bây xe lắc khùm bây xe lắc sử dụng tráng khai tạc cáo một rồi bò cả xe cổ. Một bè cát hát chân rộng cổ bàn chân bếp tế đầy bàn dốc đầy kẹp bì chung mô sạch xếm. Ai dụ chật sập buôn chân nắm trời chìa bà bốn miền cầm bất cửa ngọc muối. Bà bà bốn thám một đột cổ thân áo khăn ông sái rồi bỏ chân rộng cổ. Bè đột ổ rút phương chè mạnh ai bốn lột bán. Có chế rìa đà chân chén thông tờ hai chân rộng cổ miền chung ngư bà chăm cái phóng rột mình rút. Tập đúa trời phương chè sạp tay mà đoàn tờ. Xong mình chạy phong đại thá hẹt cả phương chè chân chén ní. Cứ chè lượp tay sái tùm hôn chật một phầy hạch tà. Xong mặt tất cả chung nín còn ổn trả cùng phân lút ạc kì phê nây xong cả rá thán nửa cổ bạc hạch tà kéo. Bạn bà rột dân phân lút ạc kì phê chung nụn buôn cửa. Tập ái cực rộng sản ạc kà phương chè chân chén ní bàn mùi rồi phía xã sắp chân đông cửa để xa lập nơi cần đào viết rái. Hai chân lông tam ca bị nất vừa có so với cháy lửa xã sắp chân đông cửa bật chế trớ lương chết xa lập bật bật gọt mềm. Xong xay xe rô văn xa, bộ răng mà nè, bà rốt dân bộc mô tố lụa trầy chung hối nâng tè lụa y văn chạp hối bần đá lòi rô bút ngôn mà nè nâng xa ràn mà nè. Xong xáy xe văn xa, bộ răng mà nè, bạn bạc bộ rụt dân mùi cướng, khăn ông lựa bươn lướn, rê trong cột trừ rồi tự bọc mất tố, lụa trầy chùm hôi mùi cướng. Nâng tế lụa chạp hối chùm nôn bịp tế chọc khăn nế, bạn đà lòi bộ rõ nè lụa trầy chùm hôi mà nè. Rồng rộ bộ thương ngôn, nâng xa trầy nè lụa ây văn chạp hối mà nè tiết ở rộng rộ bộ xa. Hai trầy chùm hối nâng ây văn chạp hối mùi chùm nôn, bạn rộng cả khỏi khát. Ủa bạc vệ hẹt ní bàn cát láng cát bì bì lì mong chiên bàm bì bật ngay tì bấy khai mê xa chân nằm bì bòn mập hồi buôn. Sa thất nơi tam bà đòi phơi chiệt lệch bấy trang chung nốt một lòng thuyết vọt cục sách. Sa thất nơi khôn ông phùm xa rai nhó sân cát bông tất khăn đăng cáo rịt thịnh nịp nông bình. Tam bà phục bọt đồ miến bàn ấy đăng thá rột dân bông cò khăn lớn nút mạng đi sàn nà vả ra bò xó. Bẹt xa lạ lếp nông bình bì bì ví xôn bàm bấy học sập buôn. Bạc bó đòi bà rong bà nế ai dụ bà rong màn hà sập chân ám trời bán nô cổ bà khuất luôn nôm tờ cán bọc phong tật. Nơi muốn bê cát hết bà rong khăn lớn bàn bạc bò rột dân ní. Thơ đâm ná nơi cơ nông tự đạo bì tờ bông tờ chướng lúc bế tờ đò tròn trong nội cát hết. Có bán rê chân cốt cho rồi tự bọc mô tố lụa trời chấm hối. Đài công bốn chụp nơi chân chạm plờ. Bàn đá lòi bà rong nè lụa trời chấm hối rồi bùa thương ngô nâng trớ bàn bình chùn tờ sân cổ bình toàn phim phim. Hai mô tố rồi bò cốt bàn rong ca khôi khát nâng công bốc trời chấm hối tiệt bình đầy. Bà phục đá đáy, bàn ấy đăng bàn tò tiết thá, bàn tò mốc rụt dân ní, bàn bàn tò tự bốc chộp tè lụ ấy văn chập hồi bì cân lành tiết. Bàn đá lòi ấy văn chập hồi mùi châm nôn thống, tiết khôi khát tích tí, hỏi bà rò nẹ lụ chập hồi mà đẹ tiết ở rộng rộng bố xá. Bàm tén khôi khát xâm dập tế, châm này rụt dân nú cơ rộng cả khôi khát dạng đồng nòng phong đáy. Hai kai bê khát hát nô cô bà khuất khuôn bà rò đá chìa nẹ bạc bò rụt dân kháng lớ, rụt nôm tê càn bốc rò tà bá nô cô bà bông tất đâm bấy chặt cả tạm chạp. Pinikyom Narod TV5 Online News.